Gia đình tôi gói bánh chưng sau Tết. Đây là gạo này, đỗ này, thịt này, hành này. Và đây là những chiếc bánh chưng đã hoàn thành. Các bạn nhìn xem có đẹp không? Bánh chưng là gọi là cái tích của người ta, là từ cái thời Lang Liêu, gói bánh chưng là con rể của vua Hùng. Lang Liêu gói bánh chưng là tượng trưng cho trời tròn và đất vuông, bánh dày là tròn, bánh chưng là vuông. Thế cho nên là bánh chưng nó mới vuông như này. Thế là thường là người ta cũng trong các cái sản phẩm của bánh chưng là nước mình là nước nông nghiệp, cho nên sản phẩm bánh chưng là thường là các cái vật phẩm của nông nghiệp. Thế và trong này thường người ta phải cho 4 miếng thịt lợn vào, nó thể hiện là xuân hạ thu đông là 4 mùa. Đấy. Cho đậu vào, cho đỗ này vào thì cầu mong cho con cháu là học hành đỗ đạt. Đấy. Thế còn cho hành này vào là nó có tính chất là thơm hương, cũng có nghĩa là cái chữ hành là gọi là chữ hành động và chữ hành hương, người người trở về quê hương sau cả một năm mà đi xa thì có thể trở về thăm quê hương ông bà. Đấy. Nó ý nghĩa nó như thế. Chứ gói bánh chưng thì không không chắc là đã người ta đã thích ăn bánh chưng, nhưng mà nó có tính chất là văn hóa nhiều hơn, có tượng trưng cho văn hóa về người Việt. Vừa gói bánh chưng vừa nói ý nghĩa của bánh chưng. Đây là gói bánh chưng sau Tết. Sau Tết Hôm nay là mùng mấy anh nhỉ? này là ngày 20 tháng giêng, Mày là 20 tháng riêng lại gói bánh gói chưng tiếp. đem đi gửi đi cho con cháu. Lá là phải gặp cái này lên để cho cái mặt sau này nó thành đường chéo này, mặt sau nó thành đường chéo này nhé. Đấy. Mặt sau thành đường chéo thì nó mới vào đây, nó mới khi mình buộc thì nó mới thành cái đường chéo như thế này. Đấy. Thành đường chéo này. Còn nếu mà mình làm không đúng là mặt sau là nó chỉ bằng tịnh thôi. Trong cái lá đầu tiên này phải gấp gấp cái góc này vào, thì ở dưới nó mới có 4 góc, nếu không thì nó chỉ có 2 đường thẳng thôi, một đường thẳng ở giữa thôi. Thì gấp cái này vào, tức là đặt cái lá kia lên thì nó thành 4 góc. Đây là cách gói bánh chưng. Cái lá đầu tiên thì phải lật mặt ngoài xanh này ra ngoài để cho cái bánh trông nó có màu xanh, nhưng mà hai cái lá sau thì lại cho màu xanh vào trong để gạo nó xanh. Đây là mình không biết gói thì mình gói bằng khuôn thôi, chứ người ta biết gói, người ta gói bánh đùm. Mình khuôn nó đẹp. Đấy, cái lá trong này là phải lật cái màu xanh này nó vào để cái gạo nó, cái bánh nó xanh. Đây là cái lá trong, còn cái lá ngoài thì đưa cái mặt xanh ra ngoài. Lứa đó. Đây là khâu luộc bánh chưng. Bánh chưng này thì phải chuẩn bị nước sôi từ trước và đổ vào bánh chưng rồi đưa lên bếp luộc. Đúng ra là phải luộc bằng cách truyền thống, tức là luộc bằng bếp củi, nhưng mà gia đình do điều kiện không có cho nên luộc bằng bếp từ. Thế thì bếp từ thì khi mà nó sôi rồi là cứ để ở cái nấc, khoảng nấc số 1, số 2 này, nó khoảng 160W. 160W. À. Thế thì hai cái nồi này thì 10 tiếng thì mới hết 3 số. Và 12 tiếng thì hết khoảng 4 số điện. Đấy. Khoảng và chừng chi phí khoảng 2 khoảng 8.000. Thế và chuẩn bị một ít nước sôi để đây để sẵn sàng khi nó cạn đi là chế vào cho nó. Chế cho nó ngập bánh.